tiếp tục gặp việc anh chị. Nguyên cái cục đất này quý anh chị biết không? 109 mét vuông. 109 mét vuông anh chị. Hai tỏi. Anh chị nghe không nhầm đâu. Sổ hồng riêng anh chị nha. Bước ra đây này, chợ Đông Hòa, quốc lộ 1K, làng đại học. Tại ơi, kế bên luôn anh chị. Phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây là phường Đông Hòa của chị. Một diện tích lớn ha, tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương ha. Hai tỏi. Anh chị đừng có nghĩ diện tích lớn mà hời vậy mà không xem hết video ha. Phải xem hết video ha. Có điểm yếu, có điểm mạnh. Hai bên người ta xây nhà rồi, lô đất mình là nằm giữa hai căn nhà này luôn. Quý chị nha. Bề ngang quý chị. Bề ngang mặt tiền của mình là 8,8 m. Điểm yếu là hẻm ba gác. Hẻm ba gác anh chị nha. Đây. Hẻm này hẻm ba gác thôi. Review nó phải thực tế quý chị. Nhưng anh chị biết đâu. Bước ra đây 100 m có quốc lộ 1K, ngã ba cây lớn, chợ Đông Hòa. Ngay đây 100 m nhá. Còn làng đại học anh chị ơi, bên đây 500 m, ngay chợ Đông Hòa, ngay ngã ba cây lớn, ngay chỗ quốc lộ 1K mà giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện anh chị nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Nhược điểm là hẻm ba gác. Và thêm một cái nhược điểm nữa quý chị, ở phía trước này bề ngang là 8,8 m, nhưng mà ở phía sau là ngang 7,7 m, có nghĩa là ở phía sau nhỏ hơn phía trước. Biết là nó như vậy nhưng mà anh chị biết rồi, chỗ đây là vị trí tuyệt vời rồi ha. Phường Đông Hòa mà quý vị, bám quốc lộ 1K mà quý vị ha, sát bên làng đại học mà quý vị ha, chỗ đây xuống Big Sigo trung tâm hành chính ngay đây luôn quý vị, 1 km anh chị nha. Đó, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức luôn, 1 km đó. Nói chung là về tiện ích là ở đây là tiện ích bùa vây quý chị nha. 109 mét vuông anh chị, có 69 m thổ cư rồi, vẫn còn lên thêm thổ cư được 28 mét vuông nữa nếu anh chị mình muốn nha. Sổ là sổ riêng đó. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Rồi chốt lại vấn đề của lô đất này là diện tích lớn nhưng mà rất hời ha. 109 m, 2 tỏi thôi nhưng mà vẫn còn nói chuyện. Cái ưu điểm của nó là diện tích lớn, vị trí đẹp và hời. Đó là ba cái ưu điểm ha. Còn nhược điểm là đường nhỏ, đường ba gác và ở phía sau nhỏ hơn phía trước. Đó, thực tế với vậy. Review là phải đúng đủ chính xác, minh bạch, công khai ha. Phù hợp cho anh chị nào mong muốn tìm một lô đất vị trí đẹp, gần làng đại học, gần thành phố Thủ Đức mà hời thì lô này. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc.